Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ tư, Mountain Time, Arizona, vùng thung lũng của ánh nắng mặt trời. Thì bây giờ vẫn còn là mùa hè. Hôm nay dự báo thời tiết cảnh báo là trong tuần này cho tới thứ sáu là trời sẽ rất là nóng, có thể vượt lên hơn 115 độ F. Cảnh báo những cái người mà họ chịu nóng không nổi, những người già hay là những trẻ em. Các bạn, anh chị các bạn biết bên này nó chỉ nóng trong cái vùng thung lũng thôi, cái lòng chảo của cái tiểu bang nó trực thuộc nhiều cái thành phố, thì cái sức nóng gần như năm nào mình cũng thấy có những người chết. Tại vì khi những người già, những người mà sống vô gia cư đó, họ bị nóng quá cho nên họ chịu không nổi, họ bị ngộp. Cho nên những cái ngày mà trời mà nóng quá, những cái trung tâm từ thiện thiện nguyện rồi nó đi làm từ thiện, nó đi xách cái bình nước đi chỗ nào mà có những người sống vô gia cư, họ ẩn núp ở những cái gốc cây á, để đặng mà giúp họ vượt qua cái hơi nóng. Thì cái xứ này nó nóng thì nó đã như vậy, đối với là mình ở thì bình thường rồi. Dân mà ở không quen thì chịu không nổi. Chào anh chị các bạn trong một diễn đàn nha. Những người mà ở không quen chịu không nổi đâu. Nhưng mà mình thích. Hồi đó qua đây rồi mình ở đây suốt luôn, không có đi tiểu bang nào hết, nổi một chỗ rồi riết là cũng quen. Chính vì nóng quá mà người Việt mình họ sang đây cũng ít. Hồi đó Lợi Minh sang đây khoảng chừng cả một cái tiểu bang khoảng chừng 3,000-4,000 người, bây giờ thì chừng 15,000-20,000. Chứ giờ nó tăng mà tại vì người ta về đây đa số là những người ta về đây người ta làm neo. Tại cái thị trường này, cái tiểu bang này nó còn mới. Mình nói mới thì nó cũng một đời người rồi, nó mới hơn 100 năm, nó lấy từ tay của thằng Mỹ Tây Cơ mà. Nó lấy từ tay của thằng Mỹ Tây Cơ. Cái tiểu bang Texas cũng vậy anh chị các bạn, hồi đó nó cũng lấy từ tay thằng Mỹ Tây Cơ. Nói chung cả cái Bắc Mỹ này là của người dân da đỏ rồi, mà cái vùng West thì đa số là của Mỹ Tây Cơ nhiều. Ở đây thì dân Mỹ thì rất là đông. Đi về hướng East của nước Mỹ đó thì đa số dân Mỹ đen nhiều. Dân Mỹ trắng nó cũng dân Mỹ đen nhiều nhất. Thì nói chung hôm nay là mình tiếp tục chia sẻ với anh chị em các bạn phần 2 về vấn đề du học. Về vấn đề du học, để mình tìm hiểu về vấn đề du học sinh. Các bạn nghe, trong nước hiện nay Việt Nam mình cái số lượng du học sinh nó cũng khá lớn đó. Tôi biết là cũng trên 100,000-200,000 người gì đó. Mà đa số những cái du học này theo Lợi Minh chia sẻ hôm qua đó thì chỉ trá hình thôi, họ mang tính cách di dân thì đúng hơn. Tại vì Lợi Minh thấy rằng họ bỏ con cái họ đi theo hình thức du học sinh đó. Toàn là qua, không có đứa nào mà học, ít lắm, cái số phần trăm mà học thành tài rất là ít. Qua rồi lưu lỏng rồi, tại gia đình có tiền, mà đa số những người dân du học sinh này lại là dân có tiền. Anh chị em các bạn biết dân có của ăn, của dư, của thừa, của để ở Việt Nam. Mình chỉ tiếc là họ cho con họ đi ra nước ngoài theo cái diện, cái kiểu mà gọi là du học sinh như vậy cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả ở những cái tầng lớp mà trung học phổ thông cơ sở 4 năm high school bên này anh chị không? Tôi nói giá chót gì là cũng khoảng 200,000 đô để nó học lên hết trung học phổ thông cơ sở anh chị các bạn. Mà một cái đứa trẻ mà bên này nó học, nó không có cha mẹ mà phải gửi gắm này người kia, tôi nói chị các bạn rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thà là mình đầu tư cho con mình ở quê nhà, cho nó một kiến thức, nó học thành tài thành nhân, rồi sau này nó giỏi, nó có được cái cơ nghiệp,
Rồi lúc đó nó đi qua bên này nó tu nghiệp, tôi nói chuyện các bạn, nó đi tu nghiệp thì dễ như trở bàn tay. Các bạn thấy giống như Duy Nguyễn đấy, bây giờ nó đứng trên đôi chân của nó chỉ làm gì bên thể thao đó, thể hình đó. Mà anh chị các bạn thấy nó có thể đi ra nước ngoài, nó có thể đi quốc gia nào mà nó muốn tìm hiểu và học hỏi là nó đi. Trong khi đó ở Việt Nam thì nó làm rất là thành đạt. Một cái người bạn trẻ phải nói là như Duy Nguyễn tôi rất là khâm phục. Một người thành đạt mà lại yêu nước, có cái sự hiểu rộng về vấn đề yêu nước. Còn tôi nói cho các bạn, những bậc cha mẹ vì cái sĩ diện mà cho con mình đi ra ngoài nước ngoài để du học, theo tôi đó, theo cái nhìn của lại mình, cái nhìn thấy đó, một sự thiếu sót và sai lầm. Đa số mấy đứa này nó phá của. Các bạn biết hồi lúc trước lại bên còn tham gia ở nhiều cái những diễn đàn mà xã hội không phải là Facebook đó. Có những đứa nó qua bên Úc, nó qua bên Mỹ, qua Canada, nó có học hành ra gì đâu. Mà ở Việt Nam thì học rất là giỏi, học giỏi qua luôn rồi tối ngày đeo trên mạng ngồi đó, rồi đi mượn tiền này mượn tiền người nọ, rồi gọi về bên Việt Nam là kêu cha mẹ phải gửi tiền ra, mà tối ngày leo lên mạng xã hội chơi rồi bài trò đủ kiểu đủ cách đó. Cho nên một cái sự sai sót, tôi thấy người Việt của mình họ còn sống cái bộ ngoại quá nhiều, đáng tiếc. Cho nên lại mình chia sẻ để làm sao cái chất xám nó đừng có chảy ra khỏi quê hương rất lộn. Hỏi chứ đầu tư anh chị các bạn cho con, tôi nói là từ 4 năm ở phổ thông cơ sở trung học đó, giá chót là cũng khoảng 200.000. Chưa nói lên khi nó lên đại học những cái tiền này tiền nọ. Trong khi đó cái việc ở Việt Nam hiện nay thì cái môi trường học ở những cái trường tư, những cái trường đại học lớn bây giờ cũng khá nổi tiếng, mà mình học giỏi mình đạt được những cái điểm tốt, điểm cao, sau này bắt đầu ra các bạn biết lúc đó mà lấy được cái học bổng đó, thì ok. Nhưng mà lấy được cái học bổng của những cái nước mà nó thấy mình học điểm học giỏi vậy đó đi đó, thì nó ngon hơn, tại vì mình được người ta tài trợ, ít ra thì cũng được người ta tài trợ cái học bổng cho mình. Còn cha mẹ phải tìm đủ mọi cách bỏ con cho nó đi ra ngoài bên Mỹ này, tôi nói nhất là cái nước Mỹ này, nhìn nó bên ngoài như vậy đó, nó hào nhoáng gì đó, anh chị em các bạn biết cái tuổi trẻ bên này nó là cả một cái vấn đề. Nếu mà cha mẹ phụ huynh mà không có đồng hành với lại con để con mình gửi qua bên này, tôi nói anh chị em các bạn rất là tội nghiệp. Những cái chuyến đi mà tôi đi qua lại Mỹ đó, cha mẹ đưa con ra ngoài phi trường, tôi đứng tôi coi, các bạn biết bỏ từng ký gạo mắm muối bột ngọt đường chén bát, tôi đứng mà tôi không dám cười luôn á. Dặn con qua bên đó con nhớ ăn uống, không có ai bên đó, gửi mình chú đi qua đó chú có gì chú liên lạc, có gì nó không biết gì chỉ giùm, nó già thấy thương lắm các bạn biết. Bỏ mì gói vô nữa nè. Tôi hỏi vậy chị cho con chị đi qua bển vậy học vậy tốn khoảng bao nhiêu, ý là học ở lớp 9 thôi đó, các bạn biết vô học lớp 9 thôi nó 35.000 đô rồi. Mà chưa tính những cái tiền tiền phải trả cho cái người mà cái gia đình đứng ra bảo trợ, gia đình của người Mỹ nó đứng ra nó bảo trợ, các bạn biết là mình còn phải trả cái tiền ăn tiền ở tiền này tiền kia cho cái gia đình đó nữa. Họ đưa đón, tại vì dưới cái tuổi vị thành niên đó, những các bạn đi đâu thì phải có người đưa đón. Ở bên Mỹ thì theo tiểu bang thì bên chỗ tôi thì 16 tuổi mới học lấy bằng lái xe, mà 10 học bằng học lấy học học bằng viết, 17 tuổi mới đi thi, mới thi thi bằng lái. Thì các bạn nghĩ đi, mà cái tuổi trẻ mà bên này mà lái xe mua bảo hiểm mua sặc máu luôn, nó đánh. Tôi đừng nói mua chiếc xe cũ gì đóng bảo hiểm một tháng khoảng từ 100 tới 200 bảo hiểm thôi đó. Mà
mua xe mà gọi là xe sport nó còn mắc nữa, nó còn mắc hơn nữa. Cho nên tôi thấy rất nhiều người cha mẹ trong nước cứ mơ dẫn con mình cho nó qua bên này học hành. Cái môi trường học thì riêng là nó tốt rồi, nhưng mà mình phải làm sao cho nó phù hợp với những cái đứa trẻ. Mẹ nó bên này nó bơ vơ, vô cùng bơ vơ. Tôi ở bên này hồi xưa có một mình, tôi biết, các bạn biết, buồn chết mà cố, nhớ nhà, nhớ quê hương. Ở bên Việt Nam nó học giỏi, nó có cái kiến thức về Anh ngữ nữa, nên cho nó học những cái trường ở trong nước, có khả năng cho nó học những cái trường trong nước về đào tạo một chuyên môn, chuyên ngành nào đó. Hết lớp 12 lên đại học rồi sau này nó có thể ra trường mà nó giỏi thì cho nó qua ra nước ngoài đi tu nghiệp, gọi là tu nghiệp thêm, hoặc là lấy được học bổng thì mình đi ra nước ngoài mình học đại học nước ngoài, còn không lấy được đại học, lấy được cái tiền mà học bổng thì qua nước ngoài học, học đóng tiền sắc máu. Tôi nói anh chị các bạn, đóng tiền 4 năm đại học ra ôm nợ 100-200 ngàn đô là chuyện bình thường, tùy theo ngành đó nhé, tôi nói là tùy theo ngành đó. Rất là uổng, tôi thấy uổng cái số tiền đó. Mình xây dựng, mình tạo một cái cơ ngơi cho con mình ở trong nước, tôi nói hay gì mua một miếng đất đầu tư để dành đó cho con, sau này nó có được cái tài sản rồi nó có được cái cơ ngơi, nó làm ăn nó thành đạt. Việt Nam bây giờ mình phải tạo cái cơ hội cho những đứa trẻ nó đứng trên đôi chân của nó để nó phấn đấu, để nó thành đạt. Chứ giờ tôi nói anh chị các bạn ngồi đó mà mơ, cứ mơ ra nước ngoài qua Mỹ bây giờ, tôi nói đâu phải dễ ăn đâu, rất là khó. Tiếng Anh nó gọi là American Dream is over. Không phải mình nói xấu nước Mỹ, thì tôi biết là tôi nói có nhiều người, có nhiều người người ta cùng Mỹ, người ta thích Mỹ, người ta không thích, nhưng mà đó là sự thật, đó là sự thật thôi. Qua bên này rồi lăn lóc cuộc sống của mình, làm lao nô, làm lao nô lệ vật chất cho cái thằng Mỹ cả một cuộc đời. Tôi thấy một cái hành trình cực kỳ gian khổ, mà trong khi đó cha mẹ lại có cửa ăn của dư của thừa của để ở quê nhà. Các bạn thấy những cái sự tính toán mơ ước của người Việt của mình, nhiều tôi thấy nó vọng ngoại nhiều quá, nó viển vông nhiều quá. Mà nhiều khi cha mẹ đã bỏ tiền, số tiền lớn để cho con đi rồi, các bạn biết ở quê nhà còn phải lo lắng đủ mọi thứ hết. Cái ăn, cái uống, chăm sóc, cái ngủ, con của mình sinh ra mình đẻ, làm cha làm mẹ mình phải gần gũi với nó, mình phải dạy nó, mình phải chỉ nó từ mọi thứ hết, chứ đâu phải đem nó qua bên Mỹ mình nghĩ là nó đến trường nó học, cái môi trường học tốt, nhưng mà đâu phải là nó có thể đứng vững được những cái phong ba bão tố bão táp trong một cái xã hội Mỹ này đâu. Chị các bạn mẹ ơi, cái xã hội Mỹ này có nhiều người họ nhìn nó dễ, giống như là ăn cái miếng bánh, tiếng Anh nó gọi là easy lay piece of cake, giống như mình ăn cái bánh vậy, nó đâu có dễ như vậy đâu. Cuộc sống cầm bề, một cái cuộc đời của người sinh viên tuổi trẻ là một quá trình phấn đấu. Nghĩ rằng ở trong nước mình phấn đấu không nổi, trong nước phấn đấu không nổi, qua Mỹ thì cũng chết chắc luôn. Ngôn ngữ, văn hóa, cuộc sống, đủ mọi thứ nó bất đồng hết. Công ăn việc làm, đời sống càng lúc nó càng khó, chứ đâu phải dễ đâu. Qua bên này phải mà mình làm được ông này bà nọ để đặng mà mình hơn cái dân bản xứ thì không nói gì. Còn qua bên này đầu tắt mặt tối, sống làm đủ, phải làm đủ trả nợ trả bill là mừng rồi. Các bạn thấy
cho nên là mình chỉ live stream để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề mà du học và cuộc sống ở ở đất Mỹ. Lợi Minh xin chào, thôi Lợi Minh xin chào anh chị em các bạn, hẹn gặp sau nha. Mình cho cá ăn. Này. Nó lần đi đâu về cho nó ăn mấy thương đó. Trời nắng là nó ăn ghê hồn lắm. Bữa nay nó bự, thật là bự. Thôi xin chào chị em các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.